Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà thương binh gia đình người có công tại thị xã Mỹ Hào và huyện Khói Châu. Tại thị xã Mỹ Hào, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến dâng hương dâng hoa tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ thị xã Mỹ Hào và đến thăm tặng quà ông Hàn Ngọc Bình là thương binh hạng 1/4 và bà Nguyễn Thị Ngọt là mẹ liệt sĩ. Tại huyện Khói Châu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến thăm tặng quà bà Nguyễn Thị Đặng là mẹ liệt sĩ ở xã Đại Hưng, bà Trần Thị Lụa là vợ liệt sĩ ở xã Nhuế Dương, ông Trần Văn Ưởng là thương binh ở xã Thành Công. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các gia đình người có công với nước, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các thương binh bệnh binh, liệt sĩ, gia đình những người có công đã cống hiến hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của dân tộc. Đồng chí cũng mong muốn các gia đình tiếp tục chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, luôn là tấm gương sáng trong mọi phong trào tại địa phương. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa cả về vật chất, tinh thần để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những năm qua, Đảng và nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi đối với các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Công tác đền ơn đáp nghĩa đã trở thành việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị, huy động sự tham gia tích cực của toàn dân, thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc, truyền thống, đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam.